Huấn luyện viên Park Hang-seo không dẫn dắt U23 tại giải Dubai Cup. Theo một số nguồn tin, huấn luyện viên Park Hang-seo đã từ chối dẫn dắt đội tuyển U23 tham dự giải giao hữu Dubai Cup tại UAE. Lý do là huấn luyện viên HLV Park muốn dành nhiều thời gian hơn cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cũng theo nguồn tin trên, huấn luyện viên Park đã tiến cử huấn luyện viên Gong Okyun là người thay thế dù đến vòng chung kết U23 châu Á 2022 và ASEAN. 19. Ông Gong Okyun mới chính thức cầm quân U23 Việt Nam. Tham dự giải đấu nói trên cũng là một phần trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam. Hướng tới SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai vào tháng 5 năm 2022 và tiếp đó là tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 được tổ chức tại Uzbekistan vào tháng 6 năm 2022. Dự kiến, giải U23 quốc tế Dubai Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 năm 2022. Với sự tham dự của 8 đội tuyển trẻ được đánh giá cao về chất lượng đến từ các quốc gia có nền bóng đá mạnh của châu Á và có thể có cả khách mời đến từ châu Âu. Do vậy, việc góp mặt tại giải đấu này không chỉ ghi nhận sự đánh giá cao của ban tổ chức đối với đội tuyển U23 Việt Nam, mà còn là cơ hội rất tốt để đội tuyển U23 Việt Nam thử lửa trước khi tham dự SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á 2022. Việc giải đấu diễn ra trùng với lịch thi đấu quốc tế của FIFA cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi đối với kế hoạch tập trung đội tuyển U23 Việt Nam với lực lượng tốt, nhất